Lại xin chào toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích đánh chim trà mào trên toàn cả nước. Ở trong cái nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em lại xin giới thiệu chi tiết cho anh em là về cái mẫu lục đánh chim trà mào. Đấy, trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về cái mẫu lục này thì em cũng xin giới thiệu qua cách mua bán. Đối với anh em nào mà có nhu cầu mua và đặt hàng ấy, thì anh em liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Còn về cái thời điểm này ấy, hiện tại thì trà mào má trắng bắt đầu đổi lông lên trà mào má đỏ rồi, cực kỳ là sung, thì anh em đang đi đánh kinh tế rất là mạnh. Về cái mẫu lục này thì giá tiền của nó là vừa tầm. Cái thứ hai nữa, nguyên liệu của nó rất là chắc chắn. Đấy, nguyên liệu của nó thì được làm bằng inox nhé các bác nhé. Đấy, inox 304. Đối với cái hàng này thì không bao giờ sợ han rỉ cả. Và cái thứ hai nữa là các bác đánh thì nó rất là nhẹ. Đấy, cầm nó rất là nhẹ, nó chỉ rơi vào tầm khoảng gần 1 kg thôi. Đấy, trên một cái lục như thế này. Và cái hàng này là hàng mẫu form Sài Gòn thì được làm thủ công. Đấy, cuốn dây đồng các bác thấy cực kỳ là đẹp. Đấy, cuốn dây đồng này. Đó. Còn cầu tử thì nó sẽ có một cái mẫu lục sẽ rẻ tiền hơn, thì cầu tử người ta sẽ làm gọi là làm ẩu hơn ấy. Nó là làm bằng cây gỗ khác chứ không phải là cái form Sài Gòn chính hãng. Còn cái lục form Sài Gòn chính hãng ấy, thì các bác nhìn lưu ý đấy, về cái phần cầu tử nó khác 100%, form lục nó khác nhé. Đấy, nó rộng rãi hơn. Cái hàng này thì các bác ngoài đánh chòe, đánh trà mào ra thì các bác có thể là đánh con thích chòe đấy, nhiều nơi gọi là con chiều vôi ý. Còn về cái mẫu này thì nó cuốn dây đồng này. Đấy, cuốn toàn bộ dây đồng. Đấy, chi tiết cuốn dây đồng rất là đẹp này. Đó, các bác có thể thấy cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, và hàng này là làm cho các bác là 3 cầu để cho con chim mồi nó đứng ở bên trong. Đấy, một cầu chính và 2 cầu phụ. Đấy, và cửa thì là cửa đẩy nhé. Đấy, cửa đẩy lên này. Đó, cửa đẩy lên. Còn hàng này thì các bác sử dụng đánh đất hoặc là treo cây thì đều hợp lý. Đấy, đánh đất, treo cây thì treo cây nó có móc này. Đấy, đằng sau đây là đua sáo móc này. Còn về cách thức hoạt động của nó thì nó khá là đơn giản. Các bác chỉ cần cài lên như thế này thôi. Đấy, đánh là sập xuống, chim nhảy vào là sập này. Đấy. Cài lên, nhảy hay không là do mình chỉnh hết. Nên cả khi em gửi cho các bác thì em chỉnh hết rồi. Đấy, thì con chim nó chỉ cần nhẵn vào đây phát là nó sẽ sập về các bác này. Đấy, ví dụ như này, chim nhẵn vào đây. Đấy, cái này nó sẽ sập xuống và nó sẽ giữ cố định. Lưới thì mắt 4 phân nha các bác nhé. Đấy, mắt 4 phân. Hàng này thì không đánh được chim sâu nha các bác nhé, không đánh chim sâu, vít cô, hút mật. Đấy, hàng này chỉ đánh trào màu và chích chòe thôi. Đấy, cái mẫu lục này. Đấy, ngoài ra các bác đánh con trao chảo thì hợp lý. Đấy, form lục rất là đẹp, đúng rắn, chắc chắn cho các bác. Còn những phụ kiện các bác được tặng kèm thì các bác sẽ được tặng kèm theo là áo lục và cống ăn nhé. Đấy, hai cái đấy thì không thể thiếu được. Còn bác nào mà có nhu cầu mua cái túi bổi để đựng con chim mình bẫy được thì các bác tham khảo với cơ sở em là có bán nhé. Đấy, một video thì em giới thiệu nhanh cho các bác là về cái mẫu lục bẫy chim trào màu. Đấy, form Sài Gòn. Bác nào mà có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ cho em. Còn bây giờ thì xin chào nhé. Hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.